bạn mấy mấy cơ bản chỉ thơ pini pinu ta hai khiêm xong tẹt đầy chun lộc xong rằng si đã ban proca tha khmai dương trâu riệp chăm prote lang vinh đầm bay chui prochie porat cây cỏ che pi sai cả sĩ co đào chum pẹt lui thiện nia kia nâng sát tha ban micro hay ra như vật thọ yang vần co ba lộc xong rằng si ban proca pẹt pan nèng cả cầm nát cầm rết cả prạ robot pu microfinance cứ pu tha ban micro hay ra như vật thọ nô đôi to xong chụp riệp xua bóng phá ôn chôn rộng chiệt chiệt tì cổ rục nâng chiệt tì nâng cơ lực. Thay ní khi ông miên sẽ kết đây trách ơ đàn bàn tự tuôn qua đường miên thà rạp thạp bí báo xâm rạch bọn chốc ca prạc à tệ bà rà má chồng buộc bởi chiếc bà rốt đại tự chay lùi bì thần nia kia nâng bì kri sát thàn bì cổ rô hay rành vật thọ. Tại khi ông miên ca sau sài bọn tịch bì bùa ca bì thay đập bàm khai công phẹ chnam bì bọn đập bàm cứ chiêng pi chnam bằng hai khi ông ban sơ xê đi khát mùi khnông smart day sát tháp bản á chun sầm đách để dụ rằm trai hồn sen sna aoi rát tháp bìa chặt vị thiên ca bẹp ní cứ bẩn cho ca prạ atte parama đời khua khua hết đại thiên nhiên kia nâng kristan micro hay rành vật thọ do mọc ăn vặt khnông ca phát đal energy aoi tư atte thị chun cứ bị chia bờ rát tiếng nơi thì khnông tiếng nơi chun bọt chỉ cả sau sáy bị bùa pich năm còn long phật mọc hỏi bóng ôn chu được chiết dương chỉ bị xe cả sĩ co chấm bẹt lui kì can để tràn chấm bẹt lui kì vòn co đói xa tại ca prạ nu khuất tê nơi bờ tê chun đườn bờ tê chết kháng cứ kê cẩm nọt cẩm rết à tệ bà rà má cẩm ao ca prạ nu vì khuất hô hét bị bùa chỉ cả kênh bờ vành từ lừa à tệ thị chun từ lừa bị chia bờ rót cây cỏ đại bằng khâm chất từ xây lưới pi từ nia kia nâng pi kristan micro hay rành vật thọ tại ca bẩn cho à tra ca prạ ni mình cột cầm tê bị bùa rát tháp bị bảo từ đằng từ dul ông pi tục lầm ba rồi bỏ phải chia bờ rót đại mua chủng luôn thông cứ nơi tại cỏ căn tại cỏ từ chia bị xe cả sĩ cỏ cả sĩ cỏ thưa sai thưa chủng cá khát rót năm vì bố khuyên tiếp xa, rốt tiếp xa mình bàn. Hai trời luộc hoa đầm năm đại bà mô bán, nông đầm lại thao, thao khu hẹt. Nơi bà tế chất kháng, hai nông ả rẻ bà tế chẳng ốc nông bị phục lục. Rất thấp bị bán, cứ dốc chất túc đạc, chồng bố chi và phiếp cả sĩ có. Cả sĩ có trời ca với chiến kế, cứ trời ca tiếp xa đi hai. Kế mình trời bà lên cả sĩ có. Ở đám ấy đám trời, đô mình đô, rất thấp bị bán mình rồi vô. Luộc chanh mần chanh, rạp thạp bì bàl mần rồi vốn. Luộc khnông đầm lây, bọn màn, chỉ bì xe đầm lây thao khô hết. Thưa ai cả sẽ có khát rõ chân nằm đôi khi ông để dây ở bành mánh. Rạp thạp bì bàl nơi sọc khmai sọc thay, mần rồi vì rồi vốn. Đôi chân này, khi ông sẵn, đôi khi ông bán sẵn bì chân nằm mọc hai bì rương ca prạc ni. Ai rạp thạp bì bàl riêp chọc, dôn nạc cả. Cứ riêp chọc tiếp xa, cả sẽ phó đầm nằm, chun chồng bùa, cả sẽ có khmai. Ao lúc promote pal ban mật ong rau chnam. Ai lúc pal đầm nam, knong đầm lai kuo sam rum, đầm bay tro trung, chi và pip ru nơi, rabo katsiko. Tai a lơni, đòi sa katsiko, tua sai tua chim ka kat rau chnam. Throw tay chay luiki, đầm bay mọc bom ping kong vak kat. Ba kat tay mu chnam, hai chnam bun top mọc, tua sai tua chim ka, sal lui, yok tay song bom null, nuk mân tun tua bite. Tại đời xa khát rõ chân nằm, cứ trời tới cháy lươi kia rõ chân nằm, đào bấy bóng pinh cũng qua khát rõ chân nằm luôn. Đôi chân này, bóng nol, căn để tràn, căn để thuân tư, thưa ai cả sẽ có ốc sân khâm, mặt đằng rộp cho rõ nà chênh. Hỏi cả sẽ có khám ai, mùi chùm luôn thông, rộp sai nẹ, trồn liên nẹ, bóng không chất chùm nạ sọc. Từ xí chân nguồn kê, nơi bởi tế chất kháng, vì bố mình ách ở rốt nơi, lưu tức đây cầm nợt rồi bọc luôn. Nhi bằng hai ở khuyên tha, nơi yô bài xe tạc kịch, nơi yô bài cả sự cầm, nơi yô bài hệ ranh vật thọ. Rồi bỏ rạc thập bị bài sắp thay, mình trầm trời tê, miền cũng vạc khát thôn thơ ná. Dương trời tài ruộng khỉa, đàm bấy riêp trong bởi tích làng vinh, đàm bấy thuê cá cai tùm rung, khăn ông vị say xe tạc kịch, khăn ông vị say hệ ranh vật thọ. Chỉ bị xe khăn ông vị say cả sự cầm nâng, đàm bấy trô trung, chi vật phiếp cả sự cầm mái.
Come oi vetania, come oi craw, come oi jumpet luiki, rahem raham, doi sap hai. Pin vilia madal hai, kmai yung, trout a rook room knee, bum bat, umpur pokradui. Hai padal, tuniti, oi net the mean, samata pip. Come padal tuniti, tam tai, kum nut, kruasani yum, bat putni yum, pokradui ni yum. គឺត្រូវតែផ្ដល់ទួនាទីតំណែងការងារដល់យើងលើសមត្ថភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពីព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកចេះដឹងច្រើនណាស់មានអ្នកដែលមានជំនាញមានបច្ចេកទេសមានសមត្ថភាពមានទឹកចិត្តច្រើនណាស់តែបើយើងមិនផ្ដល់ឱកាសដោយឈរលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺប្រទេសយើងនៅតែអន់ថយជាតិជាកាលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកនយោបាយប៉ប្រឆាំងបានគិតដូចនេះពិតប្រកបមែននោះតាំងពីអើយមកយើងប្រហែលជាបានទទួលចេញជំនះបាត់ទៅហើយតែបើសិនជាលោកបដិញ្ញាចិត្តជួយខ្មែរអ្នកក្រពិតប្រកបមែនយើងដែលជាខ្មែរអ្នកជាក៏សូមស្រែកសាធុសាធុបាទតែគួរឲ្យស្ដាយនិយាយម្ដងទៀតគួរឲ្យស្ដាយដែលលោកសំរងស៊ីបានបណ្ដោយឲ្យឱកាស ដល់ល្អប្រសើររបូតពីដៃទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទតើលោកអ្នកនាងយល់យ៉ាងណាចំពោះសាររបស់លោកសំរងស៊ីស្ដាប់ហើយតើក៏យើងសប្បាយចិត្តបានខ្លះទេដែលយើងនៅតែសង្ឃឹមក៏ព្រោះតែមានខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិគឺខ្មែរយើងនៅមានគ្នាគ្នាដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនមិនមែនគំរក់គិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រយោជន៍បក ក្រយោចវាយបរទេសដោយពូអាដេរិឆាននៅក្នុងក្តាប់អំណាចនាទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះឡើយមកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងចក្រាបារមីបានខលមកខ្ញុំប្រាប់ថាដេកមិនលក់ព្រោះក្តៅក្រហាយនឹងអំពើថោកទាបរបស់ពូអាកញ្ចេះយួនរ៉ៃស្រុកខ្មែរខ្លាំងពេកបាទម្សិលមិញលោកក៏បានផ្ញើដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់អាមេរិកអ៊ីរិតងឿងវ៉ាន់អាញ់ ឬសុកអានម្ដងហើយលោកប្រាប់ថាសុកអានបានធ្វើដំណើរទៅដល់ឋាននរកជួបជាមួយនឹងយមបាលរួចជាស្រេចមិនដឹងជាលោកហងយ៉ាក្រាបារមីមានវត្តអើកនៅឋាននរកពីកាលណាមកទៅបានដឹងរឿងនេះចំពោះរឿងនេះគឺរឿងអាកលៀនស្អុយស្លាប់តៃហោងទៅនឹង មិនតាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណឡើយទេមិត្តខ្ញុំខ្លះបានសាកសួរមកថាតើច្បាស់ទេថាស្លាប់នឹងស្លាប់មែនហើយឬខ្ញុំក៏បានតែតបទៅថាឬបាទមានតែពាក្យចចាមអារាមពាក្យពេញ Facebook នឹងសង្ស័យអាខ្វាងវាធ្វើដំណើរទៅសង្ហបុរីដើម្បីជួបមើលដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គ្រូធំវា ព្រោះមិនឃើញវានៅសម្ពោធថ្នល់ដោយសពមួយដងបាទហើយវាបានបើឱកាសឲ្យអាយៈមុខស្អុយសខេងទៅបំពេញតួនាទីនេះជំនួសវាបាទអលូននេះទីមិត្តរីយើងទាំងអស់គ្នាបានតែបន់ស្រន់ឲ្យពួកវាងាប់ឲ្យអស់ទៅតែប៉ុណ្ណោះព្រោះយើងគ្មានអំណាចអ្វីមានកងទ័ពឬក៏មតិយោបាយយ៉ាងណាទៅផ្ដួលរំលំពួកវាទេក្រៅពីបន់ស្រន់បាទ សូមអរគុណងាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយគឺបន្ទាប់ពីកលៀនស្អុយសោកអានក៏នឹងដល់វេនហៅប្រាំហុងឬហើយបាញ់ទារួយអាស្វាហេងសំរិនអាចនឹងខ្វាងមុនក៏មិនដឹងផ្ទះបាញ់វាឆាប់ឆាប់នេះព្រោះវាធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរអស់ប្រៃលលីងកាលណាតែគ្មានប្រៃផ្ទះបាញ់ណាកន្លែងណាខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងឥឡូវនេះយើងហួសពេលនឹងសម្ដែងការគួសមអ្វី ចំពោះពួកអាក្បត់ជាទាំងអស់នេះហើយបាទពួកវាគិតមិនផុតពីកណ្ដាប់ដៃមរិទ្ធជាវនោះទេបាទមានព្រមផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតទីនោះមានតែផលវិបាកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលរងចាំពួកវាគឺជារាភិយាធិនិងមរណៈហើយក៏មរណៈយ៉ាងថោកទាបទៀតផងអរលោកនេះគឺទីមត្រីលោកហងចក្របារមី បានផ្ញើកូនព័ត៌មានមួយពីរមកជំរាបបាទសូមជួយស្ដាប់បន្តិចក៏មើលបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬខ្មែរទូទាំងពិភពលោកឥឡូវយើងបានមានដំណឹងមួយថ្មីៗមកទៀតហើយខ្ញុំសូមអាន
chun đào bóng bồn nè sạp nè khăn một chút mai phép lục bà sạp mà công Việt Nam nè Campuchia bàn thuê ca bọc ca ham pram bình aoi miên ca nì dây thà chun chiết Việt Nam chia yuôn nụ lòi nơi lơ sân công tùm nè tùm nông bần đàn sân công Facebook đại biên chung mục thà Việt Nam Campuchia ban thuê ca bọc ca môi thả mình trở hạ Việt Nam nam môi thả dùn đạch khát bà hạ rư chế đạch khát trở chấp đạc khục tốt đạch xây hạ mình đi có đòi để trở bàn bộ kê nị dây thả ca nị dây bạch ni cứ chìa ca nhu nhúng rư rư ảnh bà nhưng ơi bọn bốn sẽ đáp tầng ốc nha cứ ta đôi chia sẻ hai tích nè hai vươn mình bàn sẽ đạch cầu hiện đại cục đá sẽ đạch cầu hai dương nè lời bọn bốn sẽ đáp tới nè nhưng con đã chìm riêng bọn bốn đập bằng đăng tê nè bọn bốn nào đây mình bàn mơ Facebook bọn bốn nào bàn sẽ đáp bàn đấng nên khi em xong chìm riêng tập bằng đăng mà xong ốc con mà xong chìm riêng bạn xong bàn chô tầm mơ khăn ông Facebook របស់អាសមាគមយួនមិនដឹងជាពិតប្រកបឬក៏คล้ายๆឬក៏យ៉ាងណាទេអរលោកនាងព្រោះថាសប្តាហ៍នេះគេអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយបាទក្នុង Facebook ឬក្នុង page ឈ្មោះស្អីទៅជាភាសាយួនហ្នឹងឃើញងើយវៀតណាមថៃកម្ពុជាតែគេថាប្រែមកថាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាយួនកម្ពុជា sorry Việt Nam Campuchia về hàm nói bài yun khởi cái nông về từ xe chế đại xe nụ thầm bám ná đòi việc bàn vô video chụp nế trái phía ký thì mùi nâng đại xe nụ và cả nước nó nằm một phần bằng muôn rồi bài sập lại nữa nó phải đã riêng trọng thớ cái trò cha thì mùi nâng cú à cần tốp hay nâng à khoang và dùng mọc chắc. Bà đã nói cái video đã dùng màu bằng hòn nướng vì ta sẽ thả màu à nó rốt đâm xe nụ nì về đá tua trên nét này hai chiếc ấy vì nó tìm bằng phát tớ ngọp nó sọc chân chào riêng thưa ấy riêng về tình nìa tăng vì vì nó tối rồi hốt đó ngọp à sạch chào mà xịt hãy cười nó sẽ tràn cái lại mà đây thì con đầm năng ní, đầm mình men chỉ con tồi thế đầm năng thầm mái đầm năng ní, mà dân chỉ cà pít, mà lộ hoàng chạy ra bà rồi mấy bàn khoa là một nhóm rạp đi này bà. Bà khiếm chất chích sao chiều, rốt bò đầm mình thầm mây đầm mây ơi bộ bộ chì bột dùng chì lạc. Bà lần ní kinh bạc bàn khờn mùi tiền hỡi chứ thà bật cầm một tì bà rê chì vẹn bà. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាព្រឹត្តិកម្មមកពីព្រះរាជវាំងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅរដំសីហមុនីស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតាមច្បាប់លើសហមាគមវៀតណាមដែលប្រមាថព្រះរាជបរមកោតនេះគឺជាព័ត៌មានមកពីក្នុងសង្គម Facebook បាទខ្ញុំសូមជូនដំណឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទនេះជាព្រឹត្តិកម្មទៅនឹង Cảm ơn nghe bởi chế đá ní, đôi lộp hông chạc ra bà mấy bàn chùm riêng bằng mảnh mảnh thà miến cả tranh bình chia bì bề mạc sạch. Chúng có thuộc bà rô mớ khởi miến page Facebook rồi bỏ vấy đề gạo thà Royal du Cambodge mình đang chia phần đề nà mình tên thì ta sẽ đạch của mình mình sẽ đạch nơi sọc chân nào lại thật ta. Vâng tác, ta sẽ mời anh chăng bà. Bạn xin lời rìa ra thà bị bà Campuchia thà trời chặt ca chế bần tuần lơ dù mà cung Việt Nam nấu Campuchia đà cần lò máu bàn mờ nghĩa chế tràn xa đó là bề mà sát đà mình đã tự tuôn bán ca cả tố vì mình trái Campuchia lời nấu rồi xíu thay thì đọc buôn mì nà nấu page Facebook mùi đà mình chmô thà Royal du Cambodge bàn xin xế thà cao tố dù mà cung Việt Nam nấu Campuchia เพลงนี้สนาไอ้มันตรัยกรุ๊ปจันทนะไอ้เมียนวิเทียนกา
tam phlâu chbap lơ samakum Vietnam tam riyea page Facebook Royal du Cambodge ban sa se ban chea yang dich ne tha yeung som tkal to yang dach ahangka chea leuk ti 2 chompo samakum Vietnam no Cambodia da kan long mauk khlap ban prao pie che pramat yang thmon thmo ning mon aich totul yok ban lai to lơ preah bat Brahm Ratana Kaut chea ti krup sralanh nai yeung hai ma dong ni tiet saot ban meul ngie chea thmey ma dong tiet mok kan ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនៃយើងសូមមេត្តាមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវតែចាត់ការជាបន្ទាន់តែកន្លងមកសមាគមនេះបានមើលងាយជាច្រើនសារដល់ព្រះមហាក្សត្រមិនដែលបានទទួលការដាក់ទោសពីមន្ត្រីយើងឡើយម្ដងនេះសូមអស់លោកមេត្តាចាត់ការតាមការគួរបាទរឿងអននេះមិនដឹងជាពិតឬក៏ធ្វើលេងឬក៏ស្អី ព្រោះតែសពថ្ងៃនេះរស់ជឿស្អីមិនបានហើយរឿងFacebookបាទមានតែព័ត៌មានកុហកអំពើអ្នកណាចង់ធ្វើស្អីសរសេរអីថាអីហ្នឹងក៏បានសាច់តែនឹងចិត្តเพจនៅក្នុងរូបហ្នឹងនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងមានសរសេរជាច្រើនបាទដូចព័ត៌មានដល់លោកហងចក្រាបារមីលើកយកមកជម្រាបហើយ គឺវាទៅសេថាមិនត្រូវហៅវៀតណាមណាមួយជាយួនដាច់ខាតបើហៅឬជេដាច់ខាតប្រតិចាប់ដាក់គុកទោះជាស្ដាច់នរោត្តមសីហមុនីក៏ដោយនេះក្រិនតែជារឿងសោកនាដកម្មមួយក្នុងចំណោមសោកនាដកម្មជាច្រើនដែលជនជាតិខ្មែរយើងកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកសាហាវឃូខៅថោកទាបអន់ជាងសត្វដេរិឆានគ្មានពីរក្នុងលោក ជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីការដើរទៅកាន់ការសម្លាប់ផុតពូជជនជាតិខ្មែរកើតមកពីការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសបង្កហេតុនឹងប្រមាថមើលងាយបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់នៅភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សខ្លាយទៅជាសត្វដេរិឆានឡាក្រុមតបនឹងប្រជាជនវៀតណាមជាអ្នកបានរំដោះជនជាតិខ្មែរយើងឲ្យចេញផុតពីការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក សាហាវឃូខៅថោកទាបអន់ជាងសត្វដេរិឆានគ្មានពីរក្នុងលោករំដោះខ្មែរចេញពីការកាប់សម្លាប់ឲ្យផុតពូជការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសបង្កហេតុនឹងប្រមាថមើលងាយនាំឲ្យបាត់បង់នូវភាពថ្លៃថ្នូរទាំងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះបានជួយបណ្ដោះបណ្ដាលបង្កើតឲ្យខ្មែរមានមេដឹកនាំល្អសាក់សមថ្លៃថ្នូរស្មើមុខស្មើមាត់ក្នុងពិភពលោកដ៏ទំនើបនេះ នឹងឲ្យជាតិខ្មែររស់នៅបានសុខនិងរីកចម្រើនមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតផងអាស្រ័យហេតុនេះហើយទៅរដ្ឋសភាជាតិខ្មែរយើងមានច្បាប់ដែលចែងថាអ្នកមានទទួលស្គាល់ថាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមឬមានទោសតាមច្បាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅក្រោមច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន គ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងគ្រប់ប្រជាជនខ្មែររាប់តាំងពីរាជតូចតាចចាប់ពីមានឋានៈក្រោមបាតជើងរហូតដល់មន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដេចផែនដីនរោត្តមសីហមុនីរបស់ខ្មែរផងមិនអាចដើរត្រឡប់ទៅកាន់របបប្រល័យពូជសាសន៍បានទៀតទេពីព្រោះពួកគេត្រូវមានទោសបើប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់គណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាគឺមិនត្រូវហៅវៀតណាមណាមួយថាយួនដាច់ខាត បើហៅឬជេដាច់ខាតត្រូវតែចាប់ដាក់គុកទោះស្ដេចនរោត្តមសីហមុនីក៏ដោយញុយញងឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍បំបីបំបាក់ជាតិគឺដាក់គុកបង្កហេតុនាំឲ្យចលាចលអសន្តិសុខសង្គមដាក់គុកប្រមាថមើលងាយដាក់គុកបើជាគណៈបកនយោបាយត្រូវរំលាយចោលក្នុងនាមជាមេដាបេដាទី2របស់ខ្មែរ វៀតណាមគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីចង់ឃើញខ្មែររស់នៅបានសុខនិងរក្សានៅគេមរតករបស់វៀតណាម 7 មករាដែលជាមេដាបេដាទី 2 របស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលឲ្យនៅឋិតថេរគង់វង្សជាអមតៈឈប់កាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកសាហាវឃូខៅថោកទាបអន់ជាងសត្វដេរិឆានគ្មានពីរក្នុងលោក ឈប់សម្លាប់ផុតពូជជនជាតិខ្មែរឈប់ញុយញងឲ្យមានការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍
bằng co hết đừng bơm mát mưa nghe bằng đà lòi bật băng được phía khai snow chìm mà nu khai tới chìa sắt để chản chế vô khmài chế vô Việt Nam bệ đa tì pi chế vô sầm đạch để cho hồn sàn mình đang ngạch cuột na về thật xe thế nè trong khoảng mơ trong ngóm anh ấy về chìa ca khô sna phần à ấy hỡi người Việt Nam tại Campuchia nó không có bằng hoa nó post mùi tiết về thà bố à phơ bạ căn ẩm nát chứ con chào anh. Anh không tớ tài ngọc tiết có miên ảnh nát thơ ế ảnh tì. Cười miên rụp lộp. Anh chạy yến. Sẽ ta VIM Radio bạ bạ trắng chào bạ căn Facebook xa mạ cung Việt Nam mùi thà bạ mát mở nghe còn thô đọc bế mạ hát sạch khmai. Bà rơi ní miên nó không có sạch không sọc thà ai bà. Cái thà dạng ná bà kích bì thang ngay tì bầm bây rô đó thang ngay tì đập bây mì nà ní cư miên rì dạp bêl bàm thang ngay tà hai bàn tay bùn tân miên ca chặt vì thiên nạ ca bì rạch thà bì bà l nô tê chậm nay ai gần áp bạc trang vinh bàn hao tổng vờ ní thay chỉ cá phẩm mát giảm thuần thô đọc bê mà hát sạch khmai rồi thả Facebook ông bánh mênh đọc xe nâng nụ bà thiên gần áp bạc xong rồi chiết lộ ên cha yên bàn giờ xe lờ Facebook rồi bỏ lô ca bị thay à tích mà sơ mênh ní và mà sơ mênh ní phẩm mát thay đấy tôi bây chỉ miên Facebook rồi bỏ xe mạc cung Việt Nam khẳng lờ ní bàn phẩm mát bởi nghe sạch phản đây rồi bỏ khmai à nâng à tích mà hạ sạch mà dạng nào có đáy bằng tay bằng tân khơi nguyên cả chánh vì thiên là cá chặt cá bì cái nạp bạo. Đã đặng nôm rõ tha bị bao nở lại tê, mộc tuôn nương rõ siêu thay chẳng. Và rương ơn ý về bằng hai nhà khơi chứ bà hỏi thà khang cái nạp bạo xong cổ chiết, nâu khang bà chìa bồ rạch máy, tái cái nạp bạo bà chìa chuẩn, nà dùn bằng cao nâng, nâu khang dùn mà. Khi trở tại cà phê dùn. Dùn nó sẽ không ai cần tại xa hào lãng, xa hào lãng. Vì chỉ rương thầm đà thế, vì trở tại bộ ổn ní. Vì chôn máu, cứ mọc rụp rôn không ai, vì trở mê đằng năm không ai. Bạn ảnh đi nhạt ở kê chôn máu thả. Chăm cà phê, kê mình nè chăm cà phê kê ra. Ở lúc này nên mình sẽ đáp cho tí cổ rập án. Bình luận ngày đi xong mình chọc được trăm này cho bà.